Chào các bạn. Quan cảnh các bạn thấy mình mới vừa quay là cái một cái bờ sông nha các bạn. Cách đây mấy hôm thì mình nghe được một cái thông tin với cái bài thuốc rất là giá trị và cũng dễ thực hiện, cho nên thì chiều hôm nay mình sẽ đi tìm quay cho các bạn xem. Đó là cái mình xuống với bờ sông nè các bạn. Đây là một cái bờ vực rất là sâu, mà ở nay đây thì ẩm ướt, cho nên thì mình sẽ tìm trong những cái con vật mà với cái bài thuốc cực kỳ hay các bạn, đó là trị hen xuyễn nạn nha các bạn. Và cấp cứu cần thiết khi bị rắn độc cắn, rồi giảm có cái cơn trị đau nhức xương khớp, đặc biệt là bệnh khô khớp nha các bạn, khô nhần á. Mình đi cái xuống đây rất là khó khăn các bạn, mình phải tìm cho được khô nhần rồi thì và đặc biệt là hen xuyễn các bạn. Hôm trước thì mình thấy ở khu vực này đó là con ốc sên nha các bạn, mà mình tìm ở đây là loài ốc sên hoa. Mình tìm được sẽ giới thiệu bài thuốc nha các bạn. Đây mà đã tìm thấy rồi các bạn, rất là may mắn. Đây con vật mà mình sẽ mô tả và hướng dẫn cho các bạn một số cái bài thuốc rất là ngắn gọn thôi các bạn, cũng như cách sử dụng, là con ốc sên hoa. Đây một con nữa các bạn. Đôi lúc nó rất là khó tìm các bạn, nhưng có lúc thì tìm rất là nhanh. Đó. Đây mình bắt được hai con. Có lẽ mình sẽ xuống chỗ bờ sông này hướng dẫn nhanh cái bài thuốc nha các bạn. Đây mình vừa mới bẻ thêm một cái mục mang như thế này. Bởi vì trong bài thuốc mà trị hen xuyễn là có cái thành phần của cái mang tra này nha các bạn, cho nên thì mình cầm đây để mô tả các bạn xem luôn. Đây những cây lau đẹp quá các bạn. Đây một bờ sông, sau cái bão lũ vừa rồi thì cái bờ sông bây giờ nó dâng nước cũng rất là nhiều. Mình lấy cái cảnh này để mình đặt máy ra mình quay các bạn xem. Đây các bạn, mình vừa mô tả vì có mấy cái bài thuốc ngắn thôi, mình chia sẻ cái thông tin. Khả dĩ lúc nãy mình nói các bạn là mình nghe được một cái thông tin rất là quan trọng, ngoài cái theo dõi trên các cái trang Ivan rồi một số cái bài thuốc về con ốc sên hoa này nha các bạn. Thì cách đây mấy hôm thì vô tình mình gặp một số anh em ngồi nói, một đứa em ở trong xóm đó các bạn, nó bị hen suyễn và đau khớp rất là nặng đó. Nhưng mà một số bạn bè thì ngồi nói là bữa nay nó bất bệnh và nó uống như bom và đã đi làm công ty các bạn. Mình tò mò cho nên thăm dò là hỏi là chú em đã điều trị bằng cái phương thuốc gì đó. Thì có một người bạn đi ra vườn và bắt cái con ốc sên đây và nói rằng là có ai đó đã mất cho nó cái bài thuốc rất đơn giản, mà cái người em là không thực hiện cầu kỳ giống như là trong các cái bài thuốc hướng dẫn, mà đơn giản chỉ bắt cái ốc này nha các bạn. Đó, về làm sạch sẽ đi, rồi bỏ ruột, rồi có cái phụ tạng của nó, chỉ lấy cái phần thịt ở trên cái đầu này thôi, nó không có lưỡi các bạn. Đó, và rất đơn giản là một là nướng trên than hồng. Đó, rồi thêm gia vị, rồi cứ ăn nhậu bình thường với cái loại này các bạn. Người đó là rất hay ăn nhậu. Rồi thứ hai là các bạn biết không, cái ốc sên này thì mấy đứa bạn có nói rằng là cái người bạn đã dùng cái này xào xả ức đó, rồi một vài cái món ăn khác. Nó tóm lại là ăn để chữa bệnh nha các bạn. Nhưng mà có một cái điều kỳ diệu mà hôm nay thì mình muốn giới thiệu mọi người là cái người em rất là ngại quay video, rồi không muốn phỏng vấn nói chuyện, cho nên là mình đành chịu các bạn. Mà mình ra ngoài sông này mình tìm được cái con ốc này ở chỗ này, mình chia sẻ các bạn là
Rồi sau một thời gian dùng theo cách như thế, tức là gần như cũng phải vài tháng các bạn, cứ gặp thì ăn mà không có thì thôi. Và hôm nay thì cái kỳ diệu là từ cái đau xỉn rất là nặng mà bây giờ là bất hoàn toàn, đi làm việc được nha các bạn. Đó, cái cách của người em đó là ở trong xóm đó là sử dụng như bạn bè nói là nó chỉ có ăn, rồi chế biến ăn, không nướng thì xào xả ớt, rồi hoặc là nấu như các cái loại ốc khác đó thôi các bạn. Đó thì gồm có xả, la bồng, rồi các cái gia vị khác, đó như các cái loại ốc khác thôi, nhưng mà là bất bệnh các bạn. Nó là cái điều rất là kỳ diệu. Khi mình xem lên các cái trang Ivan á thì cái loài ốc xanh này thì nó là có tên thuốc là oa ngưu các bạn. Đó, oa ngưu. Rồi có vị mặn, rồi tính hàn, tươi nhầy, có tác dụng bổ dưỡng, giải độc, tiêu viêm, giảm đau, chống co thắt. Đó, sau khi mình tìm hiểu ra thì cái nhầy, dịch nhầy chút lát nữa mình nói là trong cái con ốc này còn trị rán độc, rán rếp độc, có nọc độc nha các bạn, cán rất là hiệu quả. Đó, nếu như mà chúng ta ở xa bệnh viện rồi gặp lúc hoàn cảnh khó khăn mà không có cái cây thuốc, bài thuốc nào khác mà chúng ta vớ được cái con vật này thì dùng nhai chất nhầy của nó để trị rán cán nha các bạn. Sau đây mình nói một vài cái bài thuốc ngắn gọn này các bạn xem nha. Thứ nhất là các bạn, mà cái bài thứ nhất là bài chữa hen suyễn, rồi đau nhức xương khớp nha các bạn. Đó, xương khớp bị thiếu nhầy. Đó, thì chuẩn bị là hai con ốc xanh hoa như thế này. Đó, cái loại mình đang cầm lên tay, con ốc này cũng vừa chứ không phải, có những con rất là to nha các bạn. Đó, sau khi bắt được cái con ốc này về đó thì các bạn là đập vỏ nó ra. Ở đây thì mình cũng không có cái vật gì để đập, mình nói được các bạn hình dung thôi nha các bạn. Mình đập cái vỏ này ra. Đó, lấy cái phần ruột bên trong con ốc này. Đó, sau khi lấy ra thì các bạn bỏ đi là toàn bộ cái ruột của nó, rồi dạ dày, rồi các cái, nói chung là phụ phẩm của nó bỏ hết, chỉ lấy cái đầu phần thịt này thôi các bạn. Đó, rồi cho một ít muối cũng như phèn chua. Đó, vào ngâm trong vòng khoảng vài tiếng đồng hồ nha các bạn. Đó, để nó nhả bớt cái nhớt của nó, thải các cái, nó tắm lại là làm cho nó sạch sẽ. Thì sau đó thì rửa lại bằng nước sạch một lần nữa. Đó, cái chuẩn bị tiếp theo ngoài hai con ốc này là các bạn chuẩn bị cho mình cái một cái thanh mang như thế này, mang tre, mang trải gì đều được các bạn, mà nó non như thế này. Đó, cách chế biến rất đơn giản là ốc xanh hoa làm sạch. Rồi sau khi như mình nói đã lấy cái phần thịt của nó là các bạn đem nướng cho nó vàng đi. Đó, mình nhắc lại là nướng vàng nha các bạn. Rồi thái nhỏ ra. Rồi cho một ít nước vào nấu đẹp, tức là mình nấu hai con ốc sau khi đã nướng vàng thái nhỏ nha các bạn. Giống như mình sát, còn lại một ít nước rất là đẹp. Đó, xong rồi chuẩn bị tiếp là cái mang tre này. Là chúng ta xét mỏng lấy ra một ít, rồi đem giã nhỏ ép lấy nước cốt. Đó, sau đó thì lấy cái nước của ốc xanh mà chúng ta đã nướng vàng rồi đem nấu với nước cô đặc á, là chúng ta trộn với cái nước cốt của là mang tre. Các bạn nhớ chưa? Rồi hai nước đó trộn lại, uống ngày 1 đến 2 lần trong ngày. Các bạn nhớ cái cách mình nói như thế nha các bạn. Đó, uống 1 đến 2 ngày. Và một liệu trình như là theo cái mình đọc nhiều thông tin của giáo sư Đỗ Tất Lợi khi dùng cái ốc này nha các bạn, là ít nhất là dùng cũng từ 1 tuần trở lên đến 10 ngày. Đó, tránh trường hợp là các bạn tìm không ra là dùng một vài hôm rồi các bạn lại bỏ đi. Đó, nhớ là kiên trì. Có một cái tài liệu nói rằng là nếu như các bạn bị hen suyễn quá nặng, đã dùng áp dụng rất là nhiều cái bài thuốc mà cũng không hiệu quả gì, thì hãy dùng ốc xanh hoa này một đợt điều trị xem thử như thế nào nha các bạn. Đó. Một cái bài thứ hai là bài trị rán cán các bạn. Đó, rán hoặc rết cán, theo kinh nghiệm dân gian thì nhớt của ốc xanh hoa được dùng làm thuốc giải độc rán rết cán rất là hiệu quả. Đó là do lớp chất nhầy bao bọc toàn thân
đó, của ốc sen là nó có tác dụng là trung hòa axit của nạp rán và nó giảm độc tính về mức an toàn của cơ thể các bạn. Đó, mình vừa quay lấy cái cảnh rất là đẹp các bạn xem. Tức là khi không may các bạn bị rán cắn á, thì bắt cái con ốc sen hoa, mình mới cho các bạn xem đó, là dùng một cái vật nhọn như là cây tăm, xỉa rang hay là cái vật gì cũng được các bạn. Đó, tức là kích thích châm vào cái thân của con ốc sen. Đó, chúng ta châm vào cái thân phía trên đầu của nó nha các bạn, để nó chảy cái nhớt ra. Đó, rồi các bạn lấy cái nhớt của nó, cái dịch nhớt mà nó chảy ra các bạn, chúng ta bôi lên cái vết rán hoặc rếp cán là rất là hay. Đó, theo cái cách mà có nhiều người nghiên cứu nói rằng là cái dịch nhầy của nó sẽ nó tạo ra cái phản ứng kiềm làm trung hòa tính axit của nọc rán và nó giảm độc tính về mức an toàn với cơ thể. Đó, nếu như các bạn không may mà chúng ta bị rán rít cắn mà ở xa cái nguồn mà có thể có điều kiện để chúng ta sơ cứu cấp cứu nha các bạn, thì ngoài những cái sơ cứu cấp cứu thông thường mà chúng ta vẫn học được đó theo hướng dẫn của bác sĩ có cái ngành nghiên cứu chuyên môn á, thì các bạn sử dụng ngay cái dịch nhầy của con ốc bươu này để mà chúng ta trị bệnh nha các bạn. Đó, một cái bài thuốc tiếp theo cũng rất là hay các bạn. Đó, như mình thường chia sẻ các bạn là sử dụng cái lá ngái rồi một số các cái cây thuốc khác để trị bệnh trĩ đó, thì cái con ốc này nó là cũng một cái dạng có thể trị được, ăn để trị bệnh trĩ các bạn. Đó, thì như cái cách lúc nãy bạn ăn là uống cái nước nó thì trị với nước mang á, là chúng ta trị hen suyễn để giảm đau khớp. Còn khi mà trị bệnh trĩ thì chỉ bắt những con ốc như thế này, đập vỏ nó đi, bỏ phần ruột dạ dày thực quản, chỉ lấy cái phần lưỡi của ốc thôi, đem rửa sạch với nguyên liệu thì gồm có muối rồi phèn chua cho hết nhất, rồi nấu ăn như các loại ốc bình thường nha các bạn. Ốc bình thường ví dụ như các bạn có thể ăn ốc bươu rồi ốc gạo, một số các loại khác á, có nghĩa là về gia vị hay mọi thứ chúng ta chế biến như thế, ăn liên tục trong vòng 7 đến 10 ngày. Đó, thì nó cũng góp phần để điều trị bệnh trĩ nha các bạn, rất là hay. Và giống như cái cách ăn hồi nãy, nếu như các bạn không may mà bị là đau thực quản này, khó nuốt này, thì những cái triệu chứng đó khi mà ăn cái ốc sen này nó cũng rất là hay. Bởi vì trong cái ốc sen mà khi mình đi tìm hiểu nha các bạn, thì trong 100 gram ốc sen là nó chứa tới 11 gram đạm. Đó, thậm chí nó còn cao hơn ốc vạn, ốc bươu rất là nhiều lần, 6,2 gram đường, 100mg canxi, đó, 71mg phốt pho. Theo giáo sư Đỗ Tất Lợi thì con người có thể dùng ốc sen nấu ăn vừa chữa bệnh như hen suyễn, đau bụng kinh niên, thấp khớp, đó, và một số bệnh khác. Mỗi đợt thì nên điều trị từ 7 đến 10 ngày. Đó là những cái thông tin rất là bổ ích. Và chiều hôm nay thì mình ra đến cái bờ sông này. Hôm trước mình đã thấy nó ở đây các bạn, cho nên chiều nay mình tìm rất là nhanh. Đó, bên một cái dòng sông với khung cảnh rất là đẹp này, mình chia sẻ với các bạn cái một trong những cái bài thuốc ngắn gọn như thế. Thì dân gian có câu thì có bệnh thì vái tứ phương nha các bạn. Mỗi cái bệnh thì rất là nhiều cây thuốc, và bản thân một cây thuốc thì cũng trị được rất là nhiều bệnh. Đó, các bạn tham khảo theo cái cách đơn giản mình trình bày chiều hôm nay, và đặc biệt là cái thông tin mình nghe được từ cái đứa em mà nó bị hen suyễn cũng như khớp rất là nặng, mà nhờ cái con vật rất là đơn giản thế này mà bớt nha các bạn. Đó, thì mong các bạn xem, và nếu như mà tìm được thì các bạn có thể áp dụng thử nha các bạn. Biết ở đâu đó nó sẽ giúp cho mọi người trị bệnh rất là hiệu quả. Và đây là thông tin đã được xác thực. Các bạn có thể tìm hiểu thêm lên tất các cái phương tiện thông tin đại chúng để hiểu thêm về cái loại ốc này cũng như cách sử dụng nha các bạn. Đó, rất cảm ơn mọi người đã xem video của mình và đăng ký kênh ủng hộ mình. Chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Xin chào tạm biệt các bạn.